Danh sách được rồi. Ok. Chúng ta gọi là thế này thì mới được. Rồi chúng ta sẽ cùng xem kết quả. Được rồi. Đấy. Ở chỗ này phải làm vết pha mới được à? Không hiểu kiểu gì nhỉ? Ok. Ok. Tiếp đến. Chúng ta sẽ làm gì? Tiếp đến thì chúng ta sẽ vào component thực đơn để tiếp tục cấu hình. Danh sách thực đơn của chúng ta đây. Chúng ta sẽ truy cập vào trang danh sách thực đơn .component.ts. Ở đây thì tôi sẽ import thêm một thư viện nữa. Đây, thư viện share service. Chúng ta sẽ gọi API qua qua service này. Ok. Tiếp đến ở trong file class này thì constructor của chúng ta sẽ truyền một biến private, đó là service của chúng ta vào. Ok. Tiếp tục chúng ta sẽ cấu hình trong on init hàm khởi tạo của class này. Chúng ta sẽ trước khi gọi trong hàm này thì tôi sẽ tạo ra thêm một mạng có tên là danh sách thực đơn. Kiểu là any bất kỳ. Tiếp đến thì tôi sẽ tạo mỗi một hàm, đây là hàm tải lại danh sách thực đơn. Vì mỗi lần chúng ta thêm sửa xóa thì chúng ta sẽ phải tải lại, nên là tôi đặt là tên như thế này, tải lại danh sách thực đơn. Chúng ta sẽ viết như sau: list.service.length lấy danh sách thực đơn. Đây, ok. Subscribe. Và sẽ binding dữ liệu data tới list chấm danh sách thực đơn của chúng ta bằng data. Xin lỗi các bạn, tôi nhấn nhầm. Control Shift F rồi. Ok. Cách ra dễ nhìn. Sau đấy thì tôi sẽ trong hàm all init thì tôi sẽ gọi là hàm tải lại danh sách này thôi. Vậy như là con có lỗi. Chúng ta phải thêm this vào. Các bạn nhớ tùy từng phương bản.
của Angular. Bản 13 này có vẻ chặt chẽ hơn. Ok, tiếp đến thì chúng ta sẽ cấu hình tiếp ở HTML thôi nhỉ. Tiếp đến chúng ta sẽ đến HTML. Danh sách trực đơn. Chấm component. À không, đây. À đúng rồi, đúng. Chúng ta sẽ cấu hình ở đây. Xóa bỏ code cũ đi và thêm một thẻ table. Chúng ta sẽ dùng class Bootstrap chúng ta đã import hôm trước, class bằng table strip. Cái này nó sẽ tạo ra một bảng và có kẻ cột cho các bạn. Cái class này nó không gợi ý nhỉ? Bạn có biết thế nào để gợi ý không? Tôi quên mất rồi. Các bạn nếu biết hãy comment ở dưới cho tôi biết với nhé. Chúng ta hãy cùng chia sẻ để học tập tốt hơn. Và các bạn nếu thấy video này hấp dẫn thì nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho tôi nhé. Tiếp đến là chúng ta sẽ thêm một thẻ th. Và đây chúng ta sẽ có 3 cột. Đầu tiên sẽ là cột mã thực đơn. Tôi sẽ bật việt ki lên, tôi sẽ bật việt ki rồi. Mã thực đơn. Tiếp đến sẽ là tên thực đơn. Và cuối cùng sẽ là một ô để chứa các button sửa và xóa. Đây sẽ là tên thực đơn. Tùy chọn. Ok, tiếp đến sẽ là t body. Thực ra các bạn là không cần là thẻ th, th hoặc t body này, các bạn chọn luôn tr td cũng được. Đây tôi muốn nhìn cho rõ tiêu đề và các giá trị thì tôi sẽ làm như này. TR. Bên trong sẽ có các TD. Ở phần này thì chúng ta sẽ dùng cấu trúc sao NG4 binding dữ liệu của Angular để lát dữ liệu từ trong list ra. NG4 bằng let. Ta sẽ đặt một biến là thực đơn hàm của chúng ta vừa viết lúc nãy là hàm này đây, danh sách của chúng ta đây là hàm lấy thực đơn này. Chúng ta sẽ gọi API thực đơn, sau đấy chúng ta sẽ truyền dữ liệu vào mảng danh sách thực đơn của chúng ta. Đây, danh sách thực đơn của chúng ta và đến sang HTML thì chúng ta sẽ dùng vòng lặp này. Let thực đơn là tên mảng của chúng ta, danh sách thực đơn. Và chúng ta sẽ gọi các dữ liệu JD. Rồi, chúng ta sẽ dùng cấu trúc cặp bằng ngọn. Cái này trong tiếng Anh, cặp bằng ngọn này trong tiếng Anh người ta gọi là Angular Bracket. Và Angular framework Angular chúng ta sử dụng cái dấu này để binding dữ liệu rất nhiều, và đây là đặc điểm nổi trội nhất nên là đã đặt tên framework này theo cái dấu ngoặc này, Angular Bracket, và tắt là Angular. Chúng ta sẽ gọi biến thôi. Tên đấy là biến tôi sẽ gọi thành phần của mạng này, một thành phần của mạng
tê đơn, thực đơn chấm mã thực đơn. Tiếp đến sẽ là tên thực đơn. Nếu mà các bạn thắc mắc tại sao tôi lấy được mã thực đơn và tên thực đơn để gắn vào đây thì các bạn có thể quay lại API của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng gọi lại API thực đơn. Đây, mã thực đơn đây, tên thực đơn đây. Tôi nghĩ nó sẽ là viết thường như thế này. Ta sẽ để một cái hoa một cái thường xem có được cả hai không. Nếu mà được thì là trong em là không phân biệt hoa thường. Tôi nghĩ là nó sẽ phân biệt thôi. Tiếp đến là TD thứ ba, chúng ta sẽ để các button ở đây. Chúng ta sẽ có hai button, một button sửa và một button xóa. Button. Size bằng button class. Chúng ta sẽ tiếp tục gọi class của Bootstrap 4.5 để phần giao diện được đẹp hơn. Với một số bạn làm front end thì Bootstrap sẽ là không đủ vì họ còn cấu hình nhiều thứ hơn nữa, nhưng mà chúng ta hãy để mặc định giao diện như thế này đã. Ok, tên là sửa. Tôi đã tắt viết kỳ rồi, tôi sẽ bật lên. Cho những ai chưa biết thì phím tắt của Việt Kỳ đấy là Ctrl Shift, thì các bạn có thể đổi Việt Kỳ. Đây, tôi sẽ nhấn Ctrl Shift này. Ctrl Shift. Đấy, ok. Tiếp đến thì sẽ là tần xóa. Ok. Tiếp đến thì chúng ta sẽ làm gì? Tiếp đến thì ở hàm thực đơn chấm component chấm html chúng ta sẽ gọi lại app danh sách thực đơn. Ok, chúng ta sẽ gọi là thế này thì mới được. Rồi chúng ta sẽ cùng xem kết quả thực đơn đấy. Ở chỗ này phải làm viết pha mới được à? Không hiểu kiểu gì nhỉ? Ok, nếu như các bạn bỏ ở đây nhé thì cũng không hiện đâu. Đấy, không hiện gì cả các bạn. Tại vì thực cái router thực đơn này nó chỉ vào thực đơn chấm component.html này. Còn cái mà loát dữ liệu của chúng ta sẽ là danh sách thực đơn này, nên là chúng ta cần phải gọi lại cái thẻ app danh sách thực đơn này thì mới được. Và tiếp đến thì tôi sẽ sửa lại một chút ở chỗ này, chúng ta sẽ là mã thực đơn ở đây. Không biết vì sao API trả về là ở đây như này, mà đến lúc gọi sang bên kia thì phải viết hoa mới được. Các bạn nào biết thì hãy comment nhé. Cùng chia sẻ kiến thức ấy đã lên rồi. Như vậy là bài của chúng ta đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo của khóa học Angular 13, .NET Core API và SQL Server 2022. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.